Chào mừng cô chú anh chị xem kênh ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một cái dòng bơ xưa cũ nhưng mà nó không bao giờ lỗi thời luôn cô chú anh chị. Đó chính là bơ sáp da xanh của chú anh chị, một trong những cái dòng bơ xưa cũ nhưng mà không bao giờ lỗi thời. Thứ nhất, thứ hai nữa là thương cho bạn này một cái là tới mùa bơ của chú anh chị, bạn này là có tái đầu tiên và quà cực kỳ là năng sức. Giá thành thì dao động tùy từng địa phương. Nhưng ở quê em thì giá tầm khoảng hiện tại ngoài chợ thì tầm khoảng 40.000 một ký. Chắc những cái nơi như Đắk Lắk, Đắk Nông, những cái nơi chuyên sản xuất bơ thì tầm chắc dao động khoảng nằm giá 20.000 một ký của chú anh chị. Tùy địa phương. Những cô chú anh chị ở Đắk Lắk, Đắk Nông là trồng bơ nhiều lắm của chú anh chị, Gia Lai đồng chú anh chị rất là nhiều, Bình Phước rất là nhiều luôn chú anh chị. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm cùng em dòng bơ sáp da xanh. Dạ, hàng này bên em là được ghép bon chú anh chị. Từ cái gốc bơ thực sinh. Dạ, rồi bên em tiến hành ghép bon, ghép chui. Nó cho chú anh chị coi. Dạ, ghép đóng đầu chứ không phải ghép chui nữa. Dạ, ghép đóng đầu. Đó. Đó, cây này rất là sung khoát luôn. Dạ. Tính từ mặt bầu đi lên tới cái đỉnh thì tầm cỡ 60. Dạ. Từ bo ghép đi lên thì tầm cỡ 2 tấc nha chú anh chị. Nhà từ bo ghép đi lên thì tầm cỡ 2 tấc. Dạ, cây rất là sung khoát luôn chú anh chị. Đó, rất là non tơ. Thì trong quá trình trồng thì của chú anh chị cứ mạnh dạn nữa sau này để mình lọc lại cái tược chủ cho đứng lên. Đó, rồi từ từ cái miếng cái tược này thì của chú anh chị cứ mạnh dạn bấm tỉa cho nó phân tàn. Đó. Nào chú anh chị, thương cho bạn này cái này tự động phân chèo phân tàn. Đó. Bơ thì rất là dễ trồng, dễ trồng. Chú anh chị. Đó, thích hợp cho khí hậu là Bắc Trung Nam luôn. Dạ. Đó, cho cô chú anh chị chiêm ngắm cùng em. Đó. Nhiều của chú anh chị ở miền Tây thì ngán ngẩm trồng bơ nhưng mà những năm gần đây của chú anh chị thấy rồi đó, bơ ở miền Tây tái vẫn nhiều, vẫn sai bình thường chứ không phải như anh chị ở miền Đông thôi của chú anh chị. Đó, cho chú anh chị chim ngắm. Ở miền Đông thì anh chị trồng số lượng nhiều, quy mô nói chung là như là cây kinh tế. Ở miền Tây mình thì đa phần chủ yếu là của chú anh chị trồng để sử dụng cho gia đình nhiều là đa phần. Đó, bơ thì rất là dễ trồng, dễ chăm và ít bị sâu bệnh hại. Đó, rồi cần cây giống bơ sáp da xanh thì xin liên hệ bên em. Bên cạnh đó thì bên em còn cung cấp nhiều dòng bơ khác nữa, thì của chú anh chị nào có tìm hiểu ở thêm vào kênh cứ tìm hiểu thêm ạ. Dạ, cần cây giống các loại xin liên hệ bên em. Bên em mà chuyên sản xuất cây giống các loại trong và ngoài nước. Và liên hệ rồi chị em vào lúc 18 giờ tối. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị xem kênh. Em kính chúc cô chú chị nhiều sức khỏe. Có một cây ủng hộ bên em. Dạ, em chân thành cảm ơn đã xem kênh. Dạ, màu đọt đỏ rất là may mắn, rất là tươi. Dạ, này nó bị tái rồi chú anh chị, tái từ từ là nó già lá của chú anh chị. Dạ, mới lên thì đỏ tươi rất đẹp của chú anh chị. Rồi lọt đẹp lắm của chú anh chị. Rồi cây giống này mút mạnh. Rồi chân thành cảm ơn đã xem kênh. Em xin kết thúc video đây ạ. Kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe.